GNWeb thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,3 triệu tặng tên miền hosting, tuyển đại lý, cộng tác viên phân phối website trên toàn quốc. Hotline 1800 6223, Zalo 0925099999, website gnweb.com.vn. Bán hàng trực tiếp hay direct sale là một phương pháp bán hàng mang tính cá nhân cao, vì thế nó đòi hỏi tinh thần kinh doanh và sự chủ động đáng kể. Direct sale có thể đem lại nhiều lợi ích, nhưng điều đó cũng đi kèm với rất nhiều điều cần biết và lưu ý quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu thêm một số góc nhìn về bán hàng trực tiếp là gì, những yếu tố cần thiết trong công việc cũng như một số tips giúp bạn thành công trong lĩnh vực này. Bán hàng trực tiếp là gì? Bán hàng trực tiếp là quá trình nhân viên bán hàng trực tiếp bán hàng cho khách hàng mà không qua bất kỳ hình thức trung gian nào. Khái niệm này khác với bán lẻ truyền thống, nơi bán hàng được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua một cửa hàng thực, và thường được tiến hành bằng cách giao tiếp trực tiếp với khách hàng trong các môi trường đặc thù. Các phương thức bán hàng thông thường thường trải qua nhiều bước trung gian. Những bước đó có thể bao gồm các phần liên quan đến phân phối sản phẩm, bao gồm các nhà bán buôn hoặc trung tâm phân phối. Trong bán hàng trực tiếp, các nhà sản xuất bỏ qua các kênh đó để ưu tiên phân phối trực tiếp sản phẩm cho các công ty bán hàng trực tiếp. Các công ty đó sau đó chuyển những sản phẩm đó cho các nhà phân phối hoặc rep đại diện của họ, những người trực tiếp bán chúng cho khách hàng. Các sản phẩm bán hàng trực tiếp thường độc đáo và không có ở các cửa hàng bán lẻ thông thường. Không có tiêu chuẩn chính thức nào cho hình thức bán hàng trực tiếp, nhưng nó thường thuộc một trong hai hình thức chính sau. Các hình thức bán hàng trực tiếp tiếp thị đơn cấp là phương thức bán hàng trực tiếp được thực hiện chủ yếu thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa nhân viên bán hàng và khách hàng tiềm năng. Hình thức này có cấu trúc phân chia hoa hồng commission khá đơn giản. Các công ty hỗ trợ các hình thức bán hàng này thường cung cấp hoa hồng cho mỗi lần bán hàng riêng lẻ và có thể có các chính sách khuyến khích khác để đạt được các mục tiêu hoặc hạn ngạch cụ thể. Tiếp thị đa cấp là phương thức bán hàng trực tiếp bao gồm các đặc điểm của bán hàng đơn cấp, nhưng thêm vào đó, nó có chứa thêm yếu tố tuyển dụng đặc thù. Trong tiếp thị đa cấp, các đại diện sẽ tự bán sản phẩm trong khi tuyển dụng và đào tạo các đại diện khác. Sau khi các đại diện được tuyển dụng bắt đầu bán sản phẩm, những người tuyển dụng sẽ kiếm được một phần hoa hồng trên mỗi đơn hàng của những người mà họ đã tuyển vào hệ thống. Ngoài tiền hoa hồng mà họ kiếm được thông qua việc bán hàng của chính họ. Làm thế nào để thành công trong việc bán hàng trực tiếp? Hiểu sản phẩm của bạn và giá trị của nó. Điểm này là mấu chốt trong bất kỳ hình thức bán hàng nào, nhưng nó đặc biệt quan trọng khi bán hàng trực tiếp. Là một nhân viên bán hàng trực tiếp, bạn sẽ ngay lập tức giao tiếp với khách hàng. Bạn có thể sẽ không đủ có thời gian để dừng lại giữa chừng và tham khảo các tài liệu liên quan giúp làm sáng tỏ mọi thứ hoặc truyền đạt quan điểm của mình tốt hơn. Bạn phải biết rất kỹ về sản phẩm của mình để trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào có thể nảy sinh từ phía khách hàng. Bạn cũng phải xác định chính xác và trình bày rõ ràng những giá trị cốt lõi trong sản phẩm của bạn. Cụ thể, sản phẩm của bạn sẽ cải thiện cuộc sống. GNWeb thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,3 triệu tặng tên miền hosting, tuyển đại lý, cộng tác viên phân phối website trên toàn quốc. Hotline 1800 6223, Zalo 0925099999, website gnweb.com.vn. Của khách hàng tiềm năng như thế nào? Sản phẩm của bạn sẽ giải quyết vấn đề gì? Tại sao vấn đề đó lại quan trọng? Làm thế nào sản phẩm của bạn sẽ giải quyết vấn đề đó tốt hơn so với các sản phẩm tương đương từ các đối thủ cạnh tranh của bạn? Thật dễ dàng để xem xét tất cả các tính năng tuyệt vời mà sản phẩm của bạn có. Khó hơn để chuyển thông tin đó thành các điểm nêu chi tiết các lợi ích cụ thể. Nếu bạn muốn phát triển mạnh trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp, điều quan trọng là bạn phải thể hiện và giới thiệu thực sự tin tưởng vào sản phẩm của bạn. Bán hàng trực tiếp vốn mang tính cá nhân ở nhiều cấp độ. Nó mang tính cá nhân ở chỗ bạn được giao nhiệm vụ tương tác trực tiếp với khách hàng. Nó mang tính cá nhân ở chỗ bạn phải tự làm quen với sản phẩm của mình. Nhưng trên hết, nó mang tính cá nhân của chính bạn. Bán hàng trực tiếp thường được đặc trưng bởi sự chủ động cá nhân. Bạn phải tự thu thập các nguồn lực, tìm động lực và phát triển các kỹ năng để tự bán sản phẩm của mình. Sẽ thực sự rất khó để làm tất cả những điều đó khi mà bạn không quan tâm đến những gì bạn đang bán. Chỉ bán sản phẩm khi bạn tin rằng nó đem lại giá trị và tiện ích. Khách hàng tiềm năng là những người hiểu biết và thường có thể nhìn thấu những quảng cáo qua loa không được đầu tư kỹ lưỡng. Nếu bạn sử dụng sản phẩm bạn đang bán và thực sự tin rằng khách hàng tiềm năng của bạn có thể thu được nhiều lợi ích từ nó, bạn sẽ đặt mình vào trạng thái tốt nhất để bán hàng hiệu quả. Hiểu công ty của bạn và vai trò của bạn, trong đó mọi công ty đều có kế hoạch và quy định riêng. Hãy tự làm quen với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn, cũng như biết các chính sách và thủ tục quy định những gì bạn có thể và không thể nói hoặc làm khi tiến hành bán hàng. Ví dụ, công ty của bạn có thể không cho phép bạn thiết lập trang web tư vấn độc lập của riêng mình hoặc có các giao thức đặc biệt trong khi tiếp thị.
Ngoài ra, bạn cũng cần tự mình tìm hiểu những cách khác để có thể thu về nhiều thêm cho bản thân. Hãy dành thời gian để xem xét kế hoạch lương thưởng của công ty bạn. Tự mình phán đoán về bất kỳ sản phẩm nào có lợi nhuận đặc biệt và từ đó, dành nhiều sự quan tâm và nỗ lực hơn cho chúng, duy trì liên lạc với khách hàng tiềm năng bán hàng trực tiếp vốn mang tính cá nhân bởi nó dựa trên sự tương tác trực tiếp với khách hàng tiềm năng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải luôn duy trì liên hệ với khách hàng bằng cách sắp xếp các cuộc hẹn appointment. Việc thiết lập các cuộc hẹn và kiểm tra với khách hàng tiềm năng để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ sẽ luôn là một bước quan trọng cho bất kỳ nỗ lực bán hàng trực tiếp nào. Sau khi bạn đã tiến hành các cuộc gặp mặt chào hàng trực tiếp, hãy theo dõi các khách hàng tiềm năng và giữ liên lạc. Đôi khi, bây giờ anh, chị không có nhu cầu không có nghĩa là không bao giờ. Nó có thể chỉ có nghĩa là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Tiếp tục kiên trì, thành công sẽ đến. Kiên trì bán hàng trực tiếp không phải là một con đường trải đầy hoa hồng. Đó có thể là những chuỗi ngày dài đối mặt với sự từ chối từ khách hàng và bế tắc trong công việc. Nhưng không có gì tốt đẹp đến dễ dàng, và điều đó đặc biệt đúng trong bán hàng trực tiếp. Công việc này đòi hỏi sự bền bỉ to lớn để tồn tại và phát triển từ sâu bên trong. Nó không phải lúc nào cũng thoải mái, và nó không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhưng nếu bạn liên tục học hỏi và không ngừng cải thiện, bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Nguồn HubSpot Blog, bài viết cùng chủ đề 7 bước để xây dựng chiến lược bán hàng theo lời khuyên của chuyên gia, 9 bước để xây dựng kế hoạch bán hàng thúc đẩy tăng trưởng kỹ năng sale cho newbie, 4 bước tiếp cận khách hàng đầu tiên của bạn. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,3 triệu tặng tên miền hosting, tuyển đại lý, cộng tác viên phân phối website trên toàn quốc. Hotline 1800 6223, Zalo 0925 099999, website duyanhweb.com.vn.